Không biết là cả nhà mình có háo hức về chủ đề ngày hôm nay không ạ? Bản thân thì cũng học được gì thì chia sẻ cho anh chị thôi, chứ cũng không phải giỏi giang hay gì cả đâu, thì cũng giống anh chị thôi. Thì biết là nhiều anh chị còn giỏi hơn thì rất là nhiều. Nhưng mà mình rất là mong muốn những cái điều hay nhỡ phải mình học được thì mình chia sẻ cho mọi người. Vâng ạ, anh chị trước ạ. Em thì em rất tôn trọng mọi người trong phòng này ngày hôm nay. Em cảm ơn anh rất là nhiều bởi vì những cái nhận xét của anh và vì em công nhận đó là điều thật. Còn nếu như anh quan tâm anh đến với buổi live của em, anh chỉ quan tâm những cái điều mà không phải em chia sẻ thì anh có thể rời ngay. Và em rất là hoan nghênh tất cả mọi người đến với live của em ạ. Vâng ạ, thì em rất là mong mọi người trong live thì hãy tôn trọng em cũng như là em đang tôn trọng mọi người ạ. Vâng ạ, lời đầu tiên thì cho Thủy Nguyễn xin gửi lời chào tới tất cả anh chị đang theo dõi live của Thủy trong buổi trưa ngày hôm nay. Thủy xin kính chúc cho tất cả nhà mình một buổi trưa thật là vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp và bên gia đình và người thân của mình. Chúc cho tất cả anh chị trong chuyển bước sang năm 2024 luôn luôn là giàu có, hạnh phúc, viên và thịnh vượng và đạt được tất cả những cái điều mà mình mong ước trong cuộc sống. Và đến bây giờ thì Thủy thấy đã có 15 anh chị đang theo dõi live của Thủy. Vậy thì mỗi anh chị chúng ta hãy làm một cái động tác giúp Thủy, đó là chúng ta hãy gieo những cái nhân này cho những người bạn của mình, những người thân của mình, để mọi người có thể vào live của Thủy để cùng nhau chia sẻ, giao lưu những cái chủ đề rất là đặc biệt ngày hôm nay, để cho chúng ta có cơ hội được tiếp xúc với nhau, có cơ hội được trò chuyện với nhau qua trên cộng đồng mạng và xã hội như thế này. Bây giờ thì thời buổi 4.0 đúng không anh chị? Nhờ Facebook, nhờ Zalo, nhờ Twitter, nhờ Instagram, rồi rất là nhiều các mạng Facebook trên xã hội mà mình có cơ hội. Mình ngồi đây mình nhìn thấy rất là nhiều anh chị ở khắp các nơi đúng không ạ? Đó, khắp các anh chị khắp các nơi rất là nhiều, và thì tin rằng là những cái điều thì chia sẻ có thì sao? Có thể giúp cho anh chị một cái điều gì đó. Vâng ạ, thì Thủy thấy trong phòng này ngày hôm nay rất là nhiều anh chị mới. Thì trong phép Thủy xin giới thiệu một chút về bản thân của mình. Thủy tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1990, tuổi Canh Ngọ đấy anh chị ạ. Không biết trong phòng này ngày hôm nay có anh chị nào tuổi Canh Ngọ giống Thủy không ạ? Tuổi Canh Ngọ thì cũng bươn trải cũng khá là nhiều, bởi vì Thủy cũng đã có 5 năm đi làm việc ở Nhật Bản và Thủy cũng vừa về nước, đến giờ cũng là được khoảng 1 năm. Thủy sinh ra ở Bắc Giang. Không biết trong phòng này ngày hôm nay có anh chị nào quê Bắc Giang cùng với Thủy không ạ? Anh Trịnh trước anh thật là, tức là em có thấy anh là không có lịch sự trong cái phòng này của em thì em xin thôi kệ đi. Không quan tâm đến những cái thành phần như vậy đúng không ạ? Và nếu như anh chị nào mà vào like của Thủy mà cao bàn phím thì anh chị có thể là đi ra chỗ khác đúng không ạ? Đây không phải là sân chơi của anh chị. Vâng ạ, thì nếu như anh chị cảm thấy là những cái điều là anh chị thích nghe thì anh chị có thể ở trong live. Còn nếu như anh chị không thích nghe thì anh chị cũng không phải mất thời gian của mình vào đây làm gì nhiều cả đúng không? Anh chị dành thời gian anh chị làm việc khác thì nghĩ là sẽ là hiệu quả hơn so với anh chị ngồi đây. Anh chị cứ đi phán xét người nọ, phán xét người kia đúng không ạ? Và thì hiện tại thì Thủy đang là cổ đông của tập đoàn giao thông vận tải Unikai và là đối tác phát triển vốn cho quỹ Skyward Community. Chị chào em Dung xinh đẹp nhé, một cổ đông vô cùng tâm huyết của Unikai. Và thì cũng có quen bạn em Dung này, là một người em rất là xinh đẹp và năng lượng, luôn luôn trao những cái giá trị tốt đẹp cho cộng đồng mạng xã hội nhà mình. Đúng rồi, không tập trung vào những người, bây giờ trong xã hội này có rất là nhiều người như vậy mà đúng không em? Thôi kệ đi, chúng ta không cùng với quan điểm, chúng ta không cùng suy nghĩ, chúng ta không cùng tầm nhìn thì tất nhiên là chúng ta không thể nào nói chuyện với nhau đúng không ạ? Em chào anh Phương Trường ạ. Vâng ạ, thì hiện tại thì Thủy cũng đã là cổ đông của tập đoàn Unikai, tập đoàn giao thông vận tải Unikai đến năm nay cũng là được hơn 2 năm rồi. Và thì anh chị cũng biết là Thủy đã chia sẻ cái công nghệ này rất là nhiều trên trang Facebook cá nhân của Thủy, trên Zalo và trên YouTube, trên TikTok. Thì anh chị cũng đã theo dõi Thủy thì có nghĩa là anh chị theo dõi thì cũng có thể hiểu được cái công việc Thủy làm đúng không ạ? Vậy thì anh chị chưa hiểu, anh chị chưa biết thì anh chị có thể vào tường của Thủy, anh chị theo dõi thêm để anh chị có thể hiểu được cái công việc của Thủy làm, đó là trao giá trị đúng không ạ? Đã lan tỏa một cái điều tốt đẹp, một cái điều tử tế cho cộng đồng. Bởi vì Thủy thấy là bản thân Thủy ngày trước cũng là đi làm công ăn lương thôi. Nhưng mà cũng không có một cái cuộc sống mà mình mong ước, và khi mình đã tìm được con đường
Và thì rất là mong muốn là mình chia sẻ cái con đường này, cái cơ hội mà mình đã đón nhận được để cho nhiều người ngoài kia, những người mà đang khao khát thay đổi, thì biết đâu đó những cái sự chia sẻ của mình có thể động chạm được một số ai đó và họ tìm được một cái cơ hội nào đó. Như ngày trước là người chị đã gieo duyên cho Thủy biết tới, và bây giờ khi Thủy nhận được những cái điều đó rồi thì Thủy sẽ đáp đền và chuyển tiếp những cái giá trị mà Thủy nhận được. À, em cảm ơn anh Hùng nhé. Anh nói là đừng quan tâm người ta nói gì, hãy quan tâm đến công việc của mình. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Cả anh Nanh đã chuyển trước đi chỗ khác mà chơi, ở đây không phải sân chơi của... Wow, cảm ơn những người anh, những người em vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? À, đã cùng với những cái quan điểm, cùng với những cái suy nghĩ cùng với Thủy. Nên là chúng ta có rất là nhiều cái điểm chung để chúng ta có thể nói chuyện với nhau đúng không ạ? Đấy, vậy thì nếu như một người nào đó thì nói thật nha anh chị, nếu như anh chị đang nhìn thấy người ta có một cái điểm gì đó chưa tốt, chính là nó phản chiếu cái tấm gương của chính anh chị đấy ạ. Bởi vì trong tâm của anh chị nó đang có điều đó, nên anh chị mới nhìn thấy người khác có cái điều đó. Và anh chị cứ học sâu, anh chị sẽ thấy, anh chị cứ tiếp cận những cái người thành công, anh chị cứ đọc nhiều sách, anh chị sẽ thấy được điều đó. Và bản thân thì ngày xưa cũng không phải là con người mình không có cái tính đó anh chị ạ. Ngày xưa thì cũng có một cái chút cái tính như vậy. Nhưng mà khi Thủy đã hiểu được rồi thì nghĩ là nếu như mà mình sống mà mình cứ chỉ trích, mình cứ phán xét người khác thì sao ạ? Thì cuộc đời mình luôn luôn là cái người vi la soi đúng không ạ? Luôn luôn tìm ra cái lỗi của người khác mà không bao giờ nhìn nhận cái lỗi của chính bản thân mình. Nên là dần dần là bản thân Thủy thì cũng đã sửa dần dần. Bởi vì Thủy đó biết được đó không phải là cái... Nó không phải là một cái tư duy đúng, nó không phải là một cái cách mà có thể tạo cho mình một cái con người hoàn thiện được, đúng không ạ? Anh chị cứ tìm cái cuốn sách Đắc Nhân Tâm ấy, anh chị sẽ đọc được cái nghệ thuật giao tiếp đỉnh cao. Anh chị sẽ biết được cách đối nhân xử thế, cách giao tiếp với chính mình và giao tiếp với tất cả mọi người xung quanh. Vậy bản thân Thủy luôn luôn tôn trọng tất cả các anh chị vào xem live của Thủy. Thủy luôn luôn chào anh chị, chúc cảm ơn anh chị bằng những cái gì chân thành nhất từ trong cái đáy lòng của mình, xuất phát điểm ra mình luôn luôn muốn nói, muốn trao đi những cái lời ái ngữ và trao đi những cái tình yêu thương, để cho tất cả mọi người. Bởi vì anh chị biết rằng là ngôn thí cũng là một trong 7 bố thí của đời người đấy anh chị ạ. Khi mà anh chị chưa có tiền bạc, anh chị bố thí cho người khác thì anh chị có thể là bố thí bằng lời nói, đúng không ạ? Bởi vì mỗi cái lời nói anh chị nói ra, nếu như lời nào đó mà tạo ra cái khẩu nghiệp ấy, thì anh chị sẽ làm mất cái phước báu của mình ạ. Và lời nói mà làm sao để cho người ta vui vẻ, người ta tích cực, người ta năng lượng, thì anh chị đang tích phước và tạo ra cho người khác một cái niềm vui mà giúp cho họ có một cái sự vui vẻ và hòa đồng. Và nếu như anh chị chưa có được cái sự tiền bạc thì anh chị có thể là bố thí bằng nụ cười, đúng không ạ? Bố thí bằng lời nói, bố thí bằng những ánh mắt cười, bằng những cái sự lắng nghe, bằng những cái sự giúp đỡ với người khác. Đấy, đó cũng là một trong 7 bố thí. Chứ không phải là nhất thiết là chúng ta phải có nhiều tiền chúng ta mới đi bố thí được, đúng không ạ? Khi mà mình chưa có thì mình hãy cho từ những cái nhỏ nhất. Cảm ơn em Dung ạ. Cảm ơn em Dung rất là nhiều. Đúng rồi, em tất cả anh chị hiện tại mà đang có sở hữu cổ phần của Nikkei thì tin rằng những anh chị đó là có phước báo rất là dày, bởi vì anh chị đã nhìn ra được một cái tầm nhìn mà người khác không nhìn thấy được. Anh chị đang có một cái khát khao mà vũ trụ nó đang giúp cho anh chị đạt được cái điều đó. Đấy, và thì khi ngày hôm nay thì biết về cái công nghệ Unikai này thì rất là mong muốn chia sẻ lan tỏa, bởi vì thì biết rằng ở ngoài kia rất là nhiều người đang đi tìm kiếm một cái con đường, một cái cơ hội để giúp cho mọi người thay đổi về tài chính, để giúp cho cuộc sống của mình hạnh phúc hơn. Thì anh chị có thể loay hoay đi tìm kiếm nhưng mà chưa tìm kiếm được một cái cơ hội nào đúng vô nghĩa với những cái sự tìm kiếm của mình. Nên là bản thân thì khi cảm thấy cái con đường này nó là cái con đường duy nhất thời điểm hiện tại và nó phù hợp với khả năng của mình, cũng như là thì biết là phù hợp với khả năng của những người nghèo, những người đi làm công ăn lương, những người kinh doanh, những người làm chủ, tất cả chúng ta đều phù hợp. Bởi vì đó là cái công việc chúng ta đang sở cổ phần của tập đoàn giao thông vận tải. Và thì ngày hôm nay thì cũng không có chia sẻ nhiều về Unikai đâu ạ. Ngày hôm nay thì sẽ chia sẻ cho anh chị một cái quan điểm của Thủy, cũng như là Thủy đã tích lũy, Thủy rèn luyện, Thủy học tập được trong suốt cái quãng thời gian Thủy biết đến lĩnh vực đầu tư, Thủy học được về tài chính, Thủy học được từ những cuốn sách,
thì học được từ những người thành công, và bây giờ thì thấy là thì ngộ ra, thì đúc kết được rằng mình cần phải, khi mà mình đã thấu hiểu, mình mong muốn là chia sẻ cho mọi người cũng có được một cái chút tư duy của những người thành công. Anh chị ạ, nếu như trong lòng chúng ta ấy, nếu như không trang bị cho mình những cái tư duy của những người giàu, và lấy cho trong lòng mình nó luôn luôn có những cái tư duy của người chưa giàu ấy, thì sao? Thì sẽ không có chỗ để cho sự giàu có nó len lỏi ở trong cái con người của mình đâu ạ. Tất cả mọi thứ nó bắt đầu từ khát khao, nó bắt đầu từ ước muốn anh chị ạ. Đấy, nếu như anh chị trong đầu anh chị, à anh Nguyễn Hùng cũng ở Bắc Giang à? Em cũng ở Bắc Giang, em ở Lạng Giang đi anh. em nhà đẻ em ở Đại Lâm, ở Lạng Giang đi anh. Nhà tạc nhà chồng ở Tân Dĩnh. Bắt đầu từ suy nghĩ, bắt đầu từ khát vọng. Nhưng mà thì thấy một cái điều rằng nhiều người thì hay lại đặt cái sự so sánh đó là tình yêu và tiền bạc anh chị ạ. Nhiều người nói là tôi chỉ cần tình yêu thôi, tôi không cần tiền. Nhưng anh chị biết rằng là nếu như không có tiền, tình yêu của bạn sẽ bị chết đi đấy ạ. Đúng không ạ? Tiền không thể mua được hạnh phúc, không thể mua được tình yêu, nhưng nó sẽ làm cho tình yêu của bạn đẹp hơn, hạnh phúc của bạn nó duy trì, nó phát triển tốt hơn, đúng không ạ? Có hạnh phúc rồi thì sẽ có hạnh phúc hơn, đã giàu có rồi thì sẽ giàu có hơn. Và tình yêu thì tiền bạc nó như một cái cánh tay trái và một cánh tay phải của chúng ta. Nó không thể thiếu một trong hai cái cánh tay đó, đúng không ạ? Nó luôn luôn bổ trợ và tương trợ cho nhau trong cái cơ thể của mình, đúng không ạ? Không thể thiếu đi một cánh tay trái hay một cánh tay phải, đúng không ạ? Nó như nó luôn luôn nó tương giao với nhau. Vậy thì cuộc sống chúng ta, tiền bạc và tình yêu cũng vậy, có hai thứ đó nó sẽ là cân bằng hơn, nó sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Tất nhiên là mình sẽ phải cân bằng giữa bánh xe cuộc đời, đúng không ạ? Tiền bạc, hạnh phúc, sự nghiệp, gia đình, mối quan hệ xã hội và nội tâm, rất là nhiều thứ đó đã tạo nên cái bánh xe cuộc đời. Và không phải là chúng ta chỉ thiên về tài chính, chúng ta chỉ đi thiên về tài chính, chúng ta bỏ hết tất cả mọi việc, chúng ta không quan tâm gì đến những người xung quanh, thì đó cũng không phải là cái sự hạnh phúc hoàn thiện đâu ạ. Đó chỉ là tài chính, nó chỉ là một cái góc, một cái phần của cuộc đời của mình thôi. Nhưng nếu anh chị ngày hôm nay anh chị học được cái cách làm giàu, anh chị học được tư duy của những người giàu, anh chị học được cái cách làm sao để giúp cho con người mình hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Giàu có hơn, lại làm sao mà mình sống hài hòa với tất cả mọi người. Anh chị hãy làm sao chúng ta sống bằng cái tình yêu thương, cho đi bằng cái tình yêu thương. Bởi vì khoảng cách giữa tiền đó là từ trái tim đến trái tim anh chị ạ. Khi anh chị làm một cái điều gì đó mà anh chị khởi tâm, anh chị phát đi cái tình yêu thương, thì người khác sẽ cảm nhận được cái điều đó. Còn nếu như mình ngày hôm nay mình làm cái việc gì đó mà mình chỉ quan tâm đến cái lợi lạc của bản thân mình và bất chấp tất cả lợi lạc của người khác và không quan tâm gì đến người khác, đó là chúng ta cũng kiếm tiền ở cái mức độ nó sẽ không bền, và đến một lúc nào đó thì cái số tiền đó nó cũng không còn ở với mình. Vậy thì ngày hôm nay anh chị thì chia sẻ với anh chị đó là cái cách để chúng ta xây dựng cái dòng chảy của tiền, đúng không ạ? Vậy thì anh chị biết rằng là trong cuộc sống chúng ta ai cũng có một cái công việc để đi làm để kiếm tiền. Và chúng ta rất là may mắn anh chị ạ. Chúng ta may mắn là chúng ta có đầy đủ tất cả các bộ phận trên cơ thể con người, là một con người hoàn thiện. Chúng ta sinh ra trên cái cuộc đời này là chúng ta đã phải chiến đấu với 3 triệu con tinh trùng để chúng ta được sinh ra trên cuộc đời này. Để chúng ta được ra đời thì rất là nhiều những anh em của chúng ta đã phải bỏ sinh mạng của mình để làm sao có chỗ cho chúng ta đi ra ngoài đời này. Vậy thì chúng ta làm thế nào để sống một cái cuộc đời đáng sống anh chị ạ? Không phải sống một cuộc đời phải sống, sống trong sự áp lực, sống trong sân giận, đúng không ạ? Sống trong thù hận, sống trong sự hoài nghi. Tại sao chúng ta không lựa chọn một cái cuộc sống vui vẻ, một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống rộng, một cuộc sống giàu có? Vậy thì để làm thế nào để có một cái điều đó thì chắc chắn là chúng ta cần phải học thôi. Không có con đường nào khác ngoài con đường học tập. Con đường học tập là con đường đỉnh cao của tri thức. Trí tuệ là sẽ vươn một cái tầm cao hơn. Khi mà trí tuệ của con người chúng ta ở cái tầm cao hơn thì con người ta sẽ nhìn được từ ở vị trí cao, sẽ nhìn được ở bên dưới. Em chào chị Hoa, em chào chị Huệ Hoàng Thị ạ. Đó, thế là anh chị chúng ta thấy bản thân thì cũng rất là mong muốn sống một cuộc sống như vậy. Thì chúng ta phải có ước mơ, đúng không ạ? Chúng ta phải có ước mơ, chúng ta phải có khát vọng, chúng ta phải có cái sự mong muốn để mong muốn đến cuộc sống giàu có, hạnh phúc và tự do.
chúng ta phải làm thế nào để mình có thể hạnh phúc mà mình lại được độc lập và tự chủ về tài chính. Vậy thì ngày hôm nay chị sinh ra đến bây giờ thì biết là nhiều anh chị cũng đã đến 40 tuổi, 50 tuổi, thậm chí là có bác, có chú 60, 70 tuổi. Vậy thì vẫn phải sống một cái cuộc đời vất vả, lam lũ để kiếm tiền cho một cái sự áp lực về cơm áo gạo tiền, chưa bứt phá ra được. Đấy. Thế thì ngày hôm nay cái câu chuyện để xây dựng cái dòng chảy của tiền và để làm sao chúng ta, thay vì chúng ta bây giờ chúng ta đi gánh nước, chúng ta hãy không quên là chúng ta đào giếng nước và xây dựng cái đường ống dẫn nước. Nếu như chị ngày hôm nay chị đi làm mà chị không xây dựng cho mình cái đường ống dẫn nước thì anh chị sẽ phải xách nước đến hết cả cuộc đời này, đúng không ạ? Nếu như xách nước thì đến một ngày nào đó cũng mệt, cũng mỏi và sức khỏe cũng giảm, đúng không? Em chào anh Minh nhé. Và chúc tất cả anh chị trong live thì có một buổi live thật nhiều giá trị và vui vẻ và bình an nhé cả nhà. Đó, thế thì trong ngày hôm nay chúng ta cũng thấy rằng trong cuộc sống hiện tại chúng ta vẫn đi làm kiếm tiền thì chúng ta không quên chúng ta xây dựng cái dòng chảy của tiền bạc, cũng như là không quên đi sách đi tạo cho mình một cái đường ống dẫn nước để sao ạ? Để khi chúng ta ốm, chúng ta mệt, chúng ta không đi làm được nữa, chúng ta vẫn có một cái dòng chảy của tiền đều đặn chảy về cho chúng ta, đúng không ạ? Đó là cái cách kiếm tiền thông minh. Và cái việc giàu có nó sao, nó không phụ thuộc vào sự chăm chỉ của bạn đâu, không bao giờ phụ thuộc chăm chỉ của bạn đấy. Và nó có thể là đây ạ, có một đoạn này ở trong cái cuốn sách Để Giàu Có Và Thịnh Vượng thì nó nói là để mà trở nên giàu có thì nó không phụ thuộc vào sự chăm chỉ trong công việc của bạn, mà bạn có thể làm việc trong hàng 80 giờ một tuần nhưng bạn không thể giàu. Bạn làm 80 giờ một tuần hay là 100 giờ một tuần đi chăng nữa, bạn cũng không giàu. Và kể cả bạn làm 100 triệu một tháng đi nữa, bạn cũng không giàu. Bởi vì 100 triệu đó, nếu như nó không phải là dòng chảy, thì đó là cái công sức của anh chị làm. Chỉ cần là ngày hôm nay anh chị nghỉ thôi, là cái số tiền của anh chị nó cũng dừng. Cái dòng đó nó cũng dừng lại. Đúng không? Bởi vì cái dòng tiền đó là chính cái dòng tiền bằng cái công sức, bằng cái mồ hôi của mình. Vậy thì ráo mồ hôi là hết tiền. Và nhiều người nói là nhưng tôi nhiều tiền, tôi có 10 tỷ, 20 tỷ. Nhưng thưa với chị, chưa phải là giàu đâu. Đó chỉ là nhiều tiền thôi anh chị ạ. Vậy thì cái người giàu có là cái người có dòng tiền đủ lớn. Em chào anh Trần Đình Kỳ, em chào chị Lê Nguyễn ạ. Là cái người có một cái dòng tiền đủ lớn. Nó có thể là giúp cho họ có một cái cuộc sống tự do, giàu có và không phải lo về tiền trong, kể cả họ khi họ không cần làm việc nữa. Đấy, có thể đến hết cuộc đời họ không cần làm việc nữa và vẫn có một cái dòng chảy của tiền. Đấy, và để mà làm giàu là bạn phải biết bạn phải làm gì, làm với ai và làm khi nào, đúng không ạ? Quan trọng là bạn phải hiểu biết chứ không phải là chăm chỉ. Đấy, vậy thì ở đây chúng ta nghĩ là làm việc chăm chỉ giúp cho chúng ta có thêm tiền từ cái công việc của mình thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta kết hợp giữa cái sự chăm chỉ và với cái sự thông minh thì mình sẽ tạo ra một cái dòng tiền. Đấy, thì nhớ mãi câu của tỷ phú Warren Buffett, những cái buổi live thì rất hay nói, đó là nếu như bạn không kiếm được tiền trong lúc ngủ thì bạn sẽ phải làm việc cho đến khi kết thúc cuộc đời này. Đấy, thế là làm thế nào để ngày hôm nay mình xây dựng được một cái dòng tiền, đó là cái sự tự do về tài chính, kiếm tiền cho mình ngay cả trong lúc ngủ, ngay cả trong lúc đi chơi. Thì biết là cái khái niệm về tự do tài chính, khái niệm về dòng tiền ở Việt Nam mình còn chưa rõ đâu ạ. Rất nhiều người còn đang mơ hồ với cái khái niệm đó. Nhưng mà những cái người mà người ta tự do, người ta đã nắm được cái bí quyết đó từ rất lâu rồi. Bởi vì từ trước đến giờ thì ông bà cha mẹ của mình là theo một cái lối suy nghĩ tư duy kiếm tiền cũ. Chỉ làm sao có tiền là gửi ngân hàng, hoặc là phải mua những cái gì mà mình phải nhìn thấy, tay mình sờ, mình mới tin được. Còn những cái gì mà mình không sờ, mình không nắm được thì không mua, đúng không ạ? Em chào anh Nguyễn Văn Cường, em chào anh Nguyễn Tấn Nam. Đó. Đấy đi, cái khái niệm tự do tài chính này, anh chị cũng biết rằng người giàu để làm sao có được sự tự do tài chính thì sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo rất là khác nhau. Người nghèo thì sao? Cùng là kiếm tiền nhưng họ lại tiết kiệm và họ lại mua tiêu sản. Đó, cùng một
tiền họ đi làm ra nhưng họ lại mua cái tiêu sản. Và tiêu sản là gì? Theo thời gian nó sẽ càng ngày càng mất giá trị. Và người giàu thì lại ngược lại anh chị ạ. Người giàu họ sẽ kiếm tiền, họ cũng tiết kiệm, sau đó họ mua tài sản. Vậy thì ngày hôm nay chị thử xem rằng trong phòng live của mình, ở trong phòng live của mình ngày hôm nay, bao nhiêu anh chị đã sở hữu được một cái tài sản mà càng ngày theo thời gian nó càng tăng trưởng theo giá trị? Bất động sản, cổ phần doanh nghiệp. À, anh Nguyễn Cường nói là tiền rất quan trọng nhưng tầm nhìn còn quan trọng hơn. Đúng rồi anh, bởi vì tiền của chúng ta nó sẽ tỷ lệ thuận với cái tầm nhìn của mình. Cái tầm nhìn của anh chị càng xa thì anh chị sẽ kiếm được số tiền càng nhiều. Tại sao lại vậy? Bởi vì nếu như anh chị nhìn thấy những cái gì ngày hôm nay anh chị nhìn thấy thì đó không còn là cơ hội cho anh chị nữa rồi. Những cái thứ mà người ta làm chán rồi đúng không? Ngày hôm nay anh chị thấy nó thành công thì đâu còn là cơ hội cho mình nữa. Và những cái thứ thuộc về tầm nhìn là những cái người bình thường họ chưa thể nhìn ra được, nhưng chúng ta đã nhìn ra được. Đó là chúng ta đang nhìn vào cái tầm nhìn, nó thuộc vào những cái xu thế và cái sự mà phát triển của xã hội chắc chắn nó sẽ phải xảy ra. Bởi vì anh chị nhìn theo những cái vấn nạn hiện tại, nó đang gặp phải những vấn nạn gì, và cái công việc ngày hôm nay mình làm, xã hội có cần hay không, thế giới có cần hay không, thì chúng ta đi theo cái con đường đó chúng ta sẽ thành công. Mình làm sao để mình đi trước đón đầu, phải là người đi đầu xu thế, không phải là cái con người chạy theo xu thế. Nếu như chúng ta chạy theo xu thế là chúng ta thua rồi. Để mà có được sự tự do tài chính nó rất là khó đấy. Vậy thì làm sao mình hãy, thay vì đó chúng ta phải tìm cách nào để mình, để tiền làm việc cho mình, thay vì mình cứ phải đi chạy theo tiền. Nó chạy theo tiền nó rất là mệt, thì thấy là tiền nó có bao nhiêu, rất là nhiều chân. Anh chị thử nghĩ xem, bây giờ anh chị nhận lương đi chẳng hạn, 10 triệu, 20 triệu trong tay, có phải là anh chị cầm tiền một cái là người ta nói là chưa đẻ đã đặt tên đúng không ạ? Đấy, chỉ cần cầm tiền một cái thôi, cầm tiền trong túi thôi, nhưng mà chỉ cần một vài ngày hay là năm bữa rửa tháng là cái số tiền đó là bay hết khỏi túi anh chị. Anh chị có thấy rằng nào, hiện tại trong cuộc sống của chúng ta có đến hàng trăm cái khoản để anh chị chi, nhưng mà một cái dòng tiền nó chảy đến nó quá ít đúng không ạ? Nó quá ít, nó nhỏ hơn cái dòng tiền, cái số tiền mà chúng ta phải chi rất là nhiều. Nên là đó là cái lý do mà chúng ta làm 35, 40 năm chúng ta vẫn chưa giàu được. Đó là cái nguyên nhân ở đó đấy ạ. Bởi vì chúng ta chưa xây dựng được cái dòng chảy của tiền. Chúng ta vẫn chỉ làm việc từ cái công sức của mình thôi. Và lỡ một ngày anh chị không có sức khỏe anh chị làm việc nữa thì sao? Tiền ở đâu để chúng ta lo cho gia đình của mình? Tiền ở đâu để chúng ta lo cho bố mẹ của mình, lo cho con cái của mình? Và anh chị nếu như đặt địa vị của mình là cái người mà chủ của gia đình đó, là cái người gánh trách nhiệm trong gia đình đó, và sao ạ? Thì nếu một ngày anh chị không có cái khả năng nào nữa thì sao? Gia đình của chúng ta sẽ duy trì cái cuộc sống được bao nhiêu lâu? Nếu như mình ngày hôm nay mình định vị là người gánh vác trách nhiệm cho gia đình, vậy thì nghĩ rằng anh chị nào trách nhiệm càng lớn thì anh chị sẽ có một cái phương pháp để anh chị kiếm được tiền nhiều hơn. Nếu như anh chị không gắn trách nhiệm vào bản thân của mình ấy, mặc cho người khác ấy, thì rất là khó để mình đưa ra một cái quyết định. Đấy, đưa ra một cái quyết định nào mà quan trọng và ảnh hưởng đến cái tài chính của mình. Và ngày hôm nay khi anh chị xác định mình đi xây dựng một dòng tiền là anh chị phải đầu tư anh chị ạ. Ở đây có thể là cái khái niệm đầu tư nó rất là mơ hồ với một số anh chị chưa có tư duy, chưa học tập được về tư duy, hoặc là chưa tiếp cận được về tư duy, thì rất là chưa dễ để anh chị hiểu. À, anh Cường có nói là người có dòng tiền sẽ giàu hơn những người có một món tiền. Đúng rồi anh. À, anh chị cứ tưởng tượng đi ạ. Một cái dòng suối đúng không ạ? Nó cứ chảy liên tục. Và nó cứ chảy vậy thôi. Và nếu như anh chị nghĩ là cái dòng suối nếu như nó không chảy nữa thì nó ngăn chặn cái dòng chảy đó thì sao? Nước sẽ cạn. Y như một cái hồ đấy anh chị. Nó y như một cái hồ ấy, có một cái cống nước ra vào. Ao của chị không bao giờ cạn luôn. Tiền cũng vậy. Nếu như chị có một cái dòng chảy đủ lớn, tiền của chị không bao giờ cạn, không bao giờ vơi luôn. Vậy thì ngay chị thử nghĩ xem, ngày hôm nay mình đã có xây dựng được dòng chảy của tiền chưa? Nếu như chưa có thì bắt buộc mình phải làm. Và chị biết thời điểm tốt nhất là bao giờ không ạ? Thời điểm tốt nhất là ngay bây giờ và ngay lúc này.
Nếu như ngày hôm nay trong lòng của anh chị có những cái tư duy của những người giàu, thì anh chị sẽ loại bỏ đi cái tư duy của những người nghèo. Tư duy nghèo khó là sẽ biến khỏi cái suy nghĩ của anh chị. Mặc dù là có thể là nó chưa biến mất ngay, nhưng nó sẽ dần dần và nó sẽ từ từ. Giống như anh chị nghĩ rằng là nếu trong đầu của mình á, nó toàn là những cái suy nghĩ tiêu cực đi. Anh chị nhìn đâu cũng thấy người ta xấu, nhìn đâu cũng thấy bực bội, nhìn vào ai cũng thấy khó chịu. Bởi vì trong lòng mình rất là sân giận, rất là bực bội với những cái hành động rất là nhỏ thôi. Và anh chị có thấy là khi mà anh chị giận đúng không? Anh chị nhìn con ấy, con nó chỉ cần làm sai một cái chút gì đó thôi là anh chị rất là bực mình, rất là tức giận. Nhưng mà khi mà anh chị vui, anh chị nhìn con trẻ một cái lỗi lầm của anh chị cũng bỏ được qua hết. Anh chị nhìn với tình yêu thương, bằng tràn trề những cái tình yêu thương của mình. Đó là khi người ta vui vẻ, người ta hạnh phúc, người ta sẽ nhìn với đời, với người bằng cái con mắt yêu thương. Anh chị ạ, bằng cái sự bao dung và cái sự tha thứ, không còn sân hận ở trong lòng nữa. Vậy thì cái cảm xúc sân giận, nếu mà có trong người quá nhiều, thì không có chỗ cho cái sự yêu thương và lòng biết ơn. Vậy thì cái sự giàu có cũng vậy. Trong đầu anh chị, nếu như có tư duy của những người tư duy nghèo khó thì không có sự giàu có. Một vườn hoa cũng vậy. Nếu như chúng ta không nhổ bỏ đi, chúng ta không trồng hoa, thì sao ạ? Thì cỏ dại sẽ mọc. Vậy thì khi mà chúng ta vun sới trồng những cái điều tốt đẹp, thì chắc chắn là chúng ta sẽ thu hái được những cái điều tốt đẹp. Vậy thì ngày hôm nay chị cứ làm sao? Chúng ta cứ học tư duy đi ạ. Chúng ta cứ thay đổi từ tư duy. Đấy, gieo thói quen. Đúng ạ, gieo thói quen gặp tính cách, gieo tính cách gặp số phận. Đi đầu tiên mình cần phải thay đổi tư duy. Thay đổi tư duy, thay đổi cuộc đời. Bản thân Thủy thì không giỏi đâu, chị Thủy thừa nhận là Thủy không giỏi. Nhưng mà Thủy biết, nhưng mà Thủy có một cái khả năng. Đó là Thủy dám nói cho anh chị biết. Dám nói cho những anh chị biết học. Nếu như anh chị nào giỏi, tự tin mình giỏi, thì mình cứ chia sẻ những cái điều mình học được cho mọi người đi ạ. Chính vì Thủy không giỏi nên Thủy mới chia sẻ những cái điều này để mình giỏi hơn, để mình hoàn thiện hơn. Còn anh chị nào cười cũng được, chê cũng được đấy, nhưng mà Thủy vẫn nói. Bởi vì Thủy biết rằng là những cái điều này bản thân Thủy ngày trước Thủy cũng đã đi tìm kiếm, Thủy rất là cần. Đấy, Thủy rất là cần và Thủy cũng biết là nhiều người cũng đang rất là cần cái điều đó. Bởi vì Thủy biết rất là nhiều năm Thủy đi làm công ăn lương, Thủy luôn luôn nghĩ cho mình là mình phải tìm một cái cách nào đó để mình phải thay đổi cái cuộc sống hiện tại giờ đây. Anh chị biết rằng Thủy đi làm 7 năm làm công ăn lương ở Việt Nam, Thủy đi làm công nhân may. Đến khi mà đi Nhật, sau 7 năm trời Thủy có 3 triệu đồng trong tay. Nói ra chị không tin, nhưng mà Thủy có đúng 3 triệu thì bước xuống Hà Nội để Thủy học, Thủy đi thi. Để Thủy thi vào cái công ty để Thủy đi sang Nhật đấy. Nhưng mà rất là may mắn khi Thủy được Thủy đỗ đầu tiên. Đấy, Thủy thi một cái là Thủy đỗ. Nhiều anh chị Thủy thấy là rất là nhiều lần họ bị đỗ được để họ đi được. Thì mình đặt ra một câu hỏi nào. Tại sao mình làm 7 năm rồi mà sao bây giờ mình quay lại mình cũng chẳng thấy có tiền đi động một cái gì làm lớn là lại đi vay tiền ấy chị ạ. Xây một cái công trình phụ hay là cần một cái việc gì mà ví dụ bố mẹ ai đi bệnh viện vài chục triệu lại phải đi vay. Thì mình nghĩ một câu là tại sao cái cuộc đời mình sống mà mình có động một tí tiền em mình lại phải đi vay như vậy. Thế vậy thì đến lúc mà cần nhiều tiền hơn, con cái lớn hơn, bố mẹ già đi rồi, lúc đấy cần rất nhiều tiền rồi thì phải làm sao? Đó chính vì cái suy nghĩ luôn luôn đau đớn trong lòng như vậy. Nên là Thủy rất là khát khao tìm kiếm cái sự giàu có anh chị ạ. Và không biết trong phòng này ngày hôm nay có anh chị nào cũng đang tìm kiếm cái sự giàu có đúng Thủy không? Và Thủy là một cái con người khát khao cháy bỏng cái sự giàu có. Và Thủy khi mà Thủy biết đến cái, bắt đầu Thủy biết được rằng là ở xung quanh Thủy mọi người đang đi tìm kiếm, đang đi sang nước ngoài làm việc. Thì Thủy thấy là mọi người về, mọi người có nhà đẹp, mọi người có xe đẹp, mọi người thay đổi hơn và mình nhìn vào đó mình cũng rất là thích. Và lúc đó thì cũng chưa biết làm gì cả, thì chỉ biết là đi theo cái con đường của mọi người đó, mặc dù chưa biết là đi sang có tiền hay không, nhưng Thủy đã cho phép mình đi con đường khác, mình bứt phá khỏi cái môi trường công ty, cái môi trường mà những con người là nói thật là anh chị là những con người có tư duy nghèo nàn, những con người mà chưa gọi là người ta nói là chưa khỏi ra khỏi cái đáy giếng ấy, giống như con ếch ấy, nó ngồi ở trong cái đáy giếng nó rất là nhỏ bé thôi, nó không biết là bầu trời ngoài kia nó rộng lớn như thế nào. Và khi Thủy cho phép mình vươn ra cái bầu trời ngoài kia ấy, thì thấy là cái môi trường ở ngoài nó thật là tuyệt vời anh chị ạ.
Mình có cơ hội mình gặp gỡ được rất là nhiều người. Gặp gỡ được rất là nhiều người giỏi. Mình được nhiều cơ hội để mình học tập. Anh chị ạ, khi chúng ta ở trong một môi trường bó hẹp á, mình không có cơ hội để mình tiếp cận với những cơ hội mới đâu anh chị. Mới lại mình bị cuốn vào những cái công việc của mình ấy. Nên là mình không quan tâm, mình không quan tâm được đến bất kỳ cơ hội nào khi nó ở xung quanh mình. Dẫn đến là hơn nhiều người bảo à thì cố thêm 1 năm, 2 năm nữa. Rồi cứ cố thêm cuối lục quay lại đã 3, 40 tuổi rồi, thậm chí là 50 tuổi rồi. Đến lúc mà làm đâu có làm lại được đâu đúng không ạ? Bởi vì tuổi nó quá là cao rồi. Vậy thì ngày hôm nay anh chị nào còn chần chừ do dự mà chưa dám bứt phá ra để thay đổi thì anh chị cứ mạnh dạn lên. Bản thân thì đã vượt qua khỏi cái vùng an toàn, vượt qua khỏi cái giới hạn của bản thân, vượt qua được cái nỗi sợ hãi. Rất nhiều người là đi nước ngoài là sợ đúng không ạ? Là sợ là không biết mình đi sang đấy như thế nào, không biết là mình có kiếm được tiền hay không, và chưa bao giờ đi ra ngoài thì rất là sợ. Và bản thân thì ngày trước á, để mà thì đi nước ngoài, cái lúc trước là không bao giờ thì có suy nghĩ là thì đi nước ngoài đâu ạ. Nhưng đến khi là sao, người ta nói là khi mà mọi thứ mà rơi vào cái bước đường cùng ấy thì con người ta mới thay đổi. Khi mà thì quá nghèo rồi, thì quá khổ rồi, thì đi làm thì không có tiền rồi, bắt đầu thì mới tìm con đường để đi. Và rất là may mắn khi mình bước chân sang Nhật Bản là lúc đó là cái con đường của mình nó cũng bắt đầu mở rộng ra. Tại vì qua cái quá trình thì đi sang đó rất là nhiều cái câu chuyện thì một lúc nào Hữu Duyên thì lại kể lại với anh chị. Đấy, thì nói câu chuyện ở đây là thì luôn luôn đi tìm kiếm cho mình một cái cách để mình đầu tư, để mình tạo ra dòng tiền. Bởi vì thì biết rằng là bản thân mình hiện tại lúc là làm ở bên Nhật thì làm cũng luôn rất là cao anh chị ạ, 40 triệu, 30 triệu một tháng. Nhiều người mơ ước không được đấy, nhưng mà so với những cái người mà họ kiếm nhiều tiền thì mình cũng chẳng là cái gì cả. Nhiều người như giống như thì như vậy là mọi người an phận đúng không ạ? Mọi người nghĩ là à kiếm được một số tiền như vậy thì thôi thì về nhà mình làm một cái thứ gì đó nhỏ nhỏ thôi, mình mở để mình kiếm tiền như gì. Nhưng mà anh chị biết rằng 1 tỷ, 2 tỷ nó chẳng là cái gì cả đâu ạ. Có những thì biết là có những cái người mà gặp những cái bệnh hiểm nghèo, bao nhiêu số tiền nó cũng đi khỏi vừa trong túi của họ luôn. Thế thì 1-2 tỷ của mình nó chẳng là cái gì cả. Đi Nhật được 5 năm kiếm được hơn 1 tỷ. Anh chị nghĩ nó to không? Nó không to một tí nào. Có những người một ngày họ còn kiếm được cái số tiền đó. Chứ đừng nói là đi làm 5 năm chờ, đổi lại 5 năm tuổi thanh xuân của mình, xa nhà, xa bố mẹ, xa con cái, xa chồng, xa tất cả mọi thứ để mình đi mình kiếm tiền, đổi lại được hơn 1 tỷ. Hơn 1 tỷ đó thì không bao giờ nghĩ là mình giàu có từ hơn 1 tỷ đó. Nhưng nó cho thì một cái cơ hội, đó là thì cho thì một cái con đường để thì sử dụng cái đồng tiền đó để thì tạo ra cho mình nhiều tiền hơn. Em chào anh Khải Trần, em chào anh Điệp Dâu. Và thì rất là may mắn khi 25 Covid thì đã biết được thì ở lại. Thì ngộ ra một điều rằng khi thì biết về kim tứ đồ, mình đã hiểu được rằng tại sao 7 năm qua, 10 năm qua mình làm mà mình không có tiền. À, mình ở sai vị trí anh chị ạ. Mình ở cái vị trí đó nhưng mình không biết dịch chuyển sang vị trí khác. Đó là vị trí làm công ăn lương. Đúng rồi em Dung. Tức là anh chị, bây giờ anh chị thử nghĩ xem. Anh chị thử nghĩ xem ạ. Hiện tại anh chị đang làm ở trong cái nhóm người nào? Nếu như anh chị làm công ăn lương và anh chị làm tư, thì anh chị cố gắng đến hết cuộc đời này anh chị cũng không bao giờ có được sự giàu có, tự do tài chính. Bởi vì ở nơi đó không tạo ra dòng tiền. Ở nơi đó chỉ là cái sức lao động của anh chị, dùng sức của mình để kiếm tiền. Và nếu như anh chị muốn kiếm tiền, muốn có dòng tiền nhiều hơn thì chúng ta phải dịch chuyển. Ở đây không bắt buộc là anh chị phải từ bỏ hết tất cả công việc của mình. Chúng ta chỉ là dịch chuyển thôi. Chúng ta dịch chuyển sang cái nơi mà người giàu họ đang giàu lên. Đó là những cái nơi đầu tư. Và Thủy đã ngộ ra được một điều rằng phi thương thì bất phú, muốn giàu thì phải đầu tư. Anh chị thấy đúng không ạ? Làm thế nào mà ngày hôm nay từ 1 đồng của anh chị nó có thể biến cho chị thành 10 đồng, 100 đồng, 1.000 đồng. Còn nếu như ngày hôm nay anh chị có 1 đồng, 10 đồng anh chị tiêu là hết luôn, hết ngay lập tức.
thì ngày hôm nay khi anh chị nào đang nhận được một số lương nhất định thì xin chúc mừng tất cả anh chị, bởi vì anh chị đã có thu nhập, đã có thể lo cho cuộc sống của mình và gia đình của mình. Nhưng anh chị làm thế nào để mình sử dụng cái đồng tiền đó một cách thông minh? Đó là sao? Anh chị hãy học cách của thì thấy cái cuốn sách Người Giàu Nhất Thành Babylon. Đó là một cái bài học kinh điển dạy về cách làm giàu, cái phương pháp mà giúp một cái người công nhân là người thợ khắc chữ mà trở thành cái người giàu nhất thành Babylon. Anh chị không tin, anh chị cứ đọc cuốn sách đi đó. Đó là một cái bí quyết mà giúp cho anh chị trở nên giàu có. Em chào anh Xuân Trần nhá, em chào anh Muốn ạ. Em chào chị Nê Tiên Muốn ạ. Em chào anh Nông Quang Tèo. Em chào anh Nam ạ. Em chào em chào chị Khả Trần nhé. Anh chị cứ học theo cách đó đi ạ. Anh chị có thấy rằng ngày trước mình làm 5 triệu, mình làm 10 triệu, mình tiêu cũng hết mà đúng không ạ? Thế tại sao bây giờ mình làm 15 triệu, mình tiêu vẫn không đủ? Thì có phải là cái cách quản lý tiền của mình không ạ? Bởi vì khi mà anh chị biết cách quản lý tiền ấy, anh chị chỉ cần làm theo cái quy tắc đầu tiên. Kể cả anh chị kiếm được nhiều hay ít, thì anh chị cũng phải tích ra một cái phần 10 đến 20% thu nhập của mình để dành cho khoản đầu tư. Và cái khoản đầu tư này đó là bất di bất dịch, không phải là tiết kiệm để phòng trừ rủi ro giống ông bà mình ngày xưa đâu ạ. Không phải tiết kiệm để nhỡ có biến cố xảy ra, nhỡ ốm đau bệnh tật xảy ra, nhỡ ai cần tiền cái gì lại cho người ta vay. Không phải. Cái số tiền tiết kiệm này là anh chị phải tiết kiệm để dành cho khoản đầu tư cho tài sản. Anh chị hãy làm được cái điều như vậy đi, đảm bảo anh chị sẽ có thể là một năm anh chị chưa tiết kiệm được nhiều, nhưng đó là một cái sự khoản đầu tư tích lũy. Sau 5 năm, 7 năm, anh chị sẽ có một cái sự khác biệt về tài chính. Đấy, nên là cái khoản đầu tư này ưu tiên cho đầu tư 10 đến 20%. Và nếu như anh chị có một cái khoản phần trăm nó càng nhiều thì cái sự tự do tài chính của anh chị nó càng nhanh. Đó. Nên là hãy học theo quy tắc của những người giàu và cái cuốn sách Người Giàu Nhất Thành Babylon đó. Đó là cái cuốn sách rất là nổi tiếng từ thời cổ xưa dạy về cách làm giàu. Đấy, của Người Giàu Nhất Thành Babylon. Thì rất là nhiều cái câu chuyện đó. Ban đầu ông cũng rất là nghèo thôi, đi khắc chữ. Nhưng mà ông đã gặp một cái người giàu nhất thành Babylon. Và ông đã xin cái bí quyết làm giàu của ông ấy. Và ông ấy đã chỉ cho người thợ khắc chữ này cái cách làm giàu bằng cái điều kiện là từ nay đến sáng mai là ông phải hoàn thành cho tôi cái bia này. Đấy. Nên là người thợ khắc chữ vì khát khao mong muốn trở nên giàu có và đã làm hết khả năng của mình, và cuối cùng ông ấy chỉ cho một cái con đường thôi, không phải là ông ấy đến cho tiền đâu ạ. Một người nào đó đừng có nghĩ là ai cho mình tiền là mình giàu có, không bao giờ giàu có. Đó chỉ là cái bề lụng thôi, đó chỉ là cái ngọn thôi. Còn giàu có thực sự nó phải từ ở trong tâm của anh chị, nó xuất phát từ tư duy, từ cái suy nghĩ và từ cái hành động. Đó mới là cái sự giàu có bền vững được. Giống như nhiều người đúng không ạ? Nhiều người được thừa kế cái tài sản của bố mẹ cho, nhưng mà sao? Sau một thời gian là sao? Không thể duy trì được cái tài sản đó. Nhưng người Do Thái thì khác. Người Do Thái người ta duy trì sự giàu có rất là nhiều đời. Vậy thì anh chị có thấy rằng là ở người Việt Nam hay có câu là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Đó là tư duy cũng chưa đúng lắm đúng không ạ? Bởi vì mình thấy là nếu mà chúng ta được học về cách quản lý tài chính, học được cách hoạch định tài chính cá nhân, quản lý tài chính, thì mình sẽ biết cách sử dụng đồng tiền và vận hành đồng tiền. Đấy, người ta nói là miệng ăn núi nở mà bao nhiêu tiền tiêu cũng hết. Đấy, làm sao để mình khi mà mình tiêu tiền rồi mình lại tiền nó lại đến với mình, nó lại chảy với mình, thì chẳng có cách nào khác là chúng ta phải xây dựng đồng tiền. Bây giờ anh chị cứ có thời gian, anh chị có công việc, anh chị có sức khỏe, anh chị cứ đi làm bình thường đi. Đấy, như anh chị cứ làm thế nào 10 triệu, anh chị phải tiết kiệm ra khoảng 2 triệu để anh chị đầu tư. Nếu như không làm cách đó anh chị cứ rồi xem, 5 năm trôi qua, 10 năm trôi qua rất là nhanh. Rồi ngày nãy anh chị không có một cái gì đâu ạ. Không có một cái gì đâu, anh chị cứ thử ngẫm mà xem, nếu như không tin nào thì cứ thử ngẫm mà xem. Vậy chị đặt một bài toán là bây giờ hiện tại 1 năm chúng ta đang tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu tiền ạ? Anh chị sẽ tính được ra là
5 năm nữa, 10 năm nữa mình sẽ có bao nhiêu tiền trong tay và mình đang sở hữu được cái tài sản gì. Chúng ta hoàn toàn có thể tính ra được cái bài toán đó. Và chúng ta lại quay lại cái bài toán 5 năm về trước. Anh chị là tự hào là mình là cái người kiếm được nhiều tiền. Đấy. Thì xin chúc mừng tất cả anh chị. Nhưng anh chị thử ngoài ngại xem chúng ta hiện 5 năm về trước đến bây giờ là mình đang có những cái gì, có những cái tài sản gì, và những cái tài sản đó, cái con đường ngày hôm nay mình đang đi, nó có giúp cho mình cái sự giàu có và tự do tài chính và hạnh phúc không ạ? Đó. Nên là ngày hôm nay mình cứ học theo cái cách làm giàu của những người giàu đi. Không sai đâu, đó là một cái bản sao. Người thành công là người biết sao chép, đúng không ạ? Biết follow những người thành công. Trước khi chúng ta sáng tạo thì chúng ta hãy là cái người follow giỏi. Bởi vì họ có công thức họ để lại cho mình rồi. Việc làm chi mình phải sáng tạo làm gì, đúng không ạ? Những cái người mà họ áp dụng công thức họ là rất thành công. Vậy thì mình cứ làm theo công thức thành công của họ, cũng không cần phải sáng tạo. Vậy thì ngay cái quy tắc mà tiết kiệm ra 1/10 thu nhập mà mình không làm được, thì lấy khi mà cơ hội đến thì mình lấy đâu tiền để mình đầu tư? Mình lấy đâu tiền để mình tạo ra dòng tiền? Và cái việc tạo dòng tiền ấy, anh chị ạ, không phải là dùng không khí, không phải dùng lời nói mà có thể tạo ra dòng tiền được. Mà ở đây phải tìm đúng cái công cụ của tiền anh chị ạ. Tìm đúng cái công cụ của tiền nó mới tạo ra tiền. Anh chị hãy cho tiền của mình vào những cái nơi mà đã mua được những cái tài sản giá trị tăng trưởng. Nhưng mà nhiều người nói là nếu như tiết kiệm 10 triệu mà tiết kiệm 2 triệu thì đầu tư cái gì bây giờ? Mà trong khi đó bất động sản thì toàn tới vài trăm triệu cả tỷ bạc. Vàng bây giờ cũng phải, nếu như chị tiết kiệm 2 triệu cũng vài tháng chị mới mua được 1 chỉ. Vậy thì rất nhiều người thắc mắc là đầu tư cái gì với một cái số tiền ít như vậy mà lại chia sẻ với nhau là giàu có, là tự do, là có dòng tiền. Đôi lúc thấy nhiều người nói với Thủy là nó rất là hoang đường. Nhưng mà chị ạ, có cơ hội cho anh chị, có con đường cho anh chị. Có con đường, tất cả mọi câu hỏi đều có câu trả lời. Mọi cái thắc mắc đều có giải pháp phải giải quyết hết anh chị ạ. Đấy, em chào chị Hải nhé. Quan trọng là chúng ta có cho mình cái cơ hội để đón nhận cơ hội hay không. Đó, cái cơ hội là đến với chị. Hiện tại thì Thủy vẫn chia sẻ với chị nhé. Không phải là Thủy nói quá đâu, mà những cái này là Thủy đã thấy được là mọi thứ nó thành công rất là rõ. Với lại cái số tiền mà ngày nay anh chị mà tiết kiệm được một cái số vốn nhỏ, anh chị hãy cứ cho vào cổ phần Unikai đi. Ở đây không phải xú nhau đâu, bọn đây đang chia sẻ cho nhau cái cơ hội mà giúp chúng ta giàu có thực sự đấy. Không phải ngồi đây mà Thủy cứ nói hoa nói mỹ đâu để cho anh chị xuống tiền đâu, không phải. Thủy đang chia sẻ thông tin cho anh chị mà, thì đâu có bảo anh chị là phải đi đầu tư, phải đầu tư. Bây giờ Thủy chia sẻ những cái giá trị này. Nếu như anh chị nào nhận được giá trị thì anh chị có thể kết nối với Thủy để Thủy chia sẻ cơ hội, chia sẻ thông tin mà. Nhiều người nói là khi biết cái cơ hội, biết thông tin này, mọi người nhiều người thấy rất là hay. Nhưng mà không biết mọi người vì một cái lý do gì đó thấy hay rồi nhưng mà lại không dám tìm hiểu, không dám hỏi. Ồ thế thì làm sao có câu trả lời được anh chị, đúng không ạ? Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Bản thân Thủy cũng là cái người cúi mình xuống để đi học, để đi hỏi những cái người thành công. Và Unica thì đã trải qua rồi thì thấy là 2 triệu, 1 triệu chúng ta cũng có thể tài trợ vốn được. Đó là chúng ta đang nắm được cái tài sản của những người giàu đấy. Khi mà chị nắm được tài sản là cổ phần của doanh nghiệp quốc tế, anh chị có biết rằng chúng ta đó là cái cách chúng ta đang xây dựng cái dòng tiền thụ động cho mình không ạ? Đó là chúng ta đang xây dựng cái dòng chảy đều đặn của tiền ấy. Anh chị có muốn rằng sau này khi mình có cổ tức, năm nào mình cũng có tiền đúng không ạ? Trong lúc mình ngủ mình vẫn có tiền, trong lúc mình đi chơi, anh chị cũng chẳng cần phải nào chọn những cái ngày mà nghỉ lễ, đi dạo, đi đến những cái nơi đông đúc chật chội, giá phòng thì đắt đúng không ạ? Tất cả các chi phí thì đắt, đồ ăn thì sao, hàng tồn, hàng ế từ những cái thời gian trước. Bắt đầu ngày lễ đông thì bắt đầu họ bán được những cái đồ tồn kho như vậy. Và ở bờ biển thì chen chúc nhau, không có không gian để mà chụp ảnh. Nếu như anh chị là người giàu có, anh chị đi vào những ngày thường thì sao? Không gian là của anh chị, đúng không ạ? Khách sạn là của anh chị. Đồ ăn anh chị có thể ăn những đồ ăn tươi, đồ ăn ngon. Nên đó là cái cách chúng ta là những cái người thành công, là những người giàu. Chúng ta phải chọn cái con đường đi khác biệt. Chúng ta không phải là cái con đường chúng ta đi cùng với đám đông. Đó là lý do mà tại sao khi Thủy chia sẻ với Unica, rất nhiều người đang phản đối một cách kịch liệt. Đó là chuyện bình thường thôi, thì rất là vui vẻ, rất là happy. Bởi vì cũng phải cảm
cảm ơn những con người đó nên là mình mới có cơ hội để mình góp vốn, mình có cơ hội để mình chia sẻ cho nhiều anh chị khác có cùng khát vọng hơn, cùng tư duy hơn, để chúng ta tìm những cái người đồng chí hướng, đúng không ạ? Đấy, thế nên là ngày hôm nay chúng ta mong muốn giàu có, chúng ta hãy cứ học cách làm giàu của người giàu. Và ở đây chị, nếu như anh chị nào đang nắm được cổ phần của Unicai, đó là chúng ta đang có một cái phước báo vô cùng lớn, phước báo mà ông bà tổ tiên có lẽ là chúng ta đã tích tu 9 kiếp 10 đời, chúng ta mới có cái cơ hội chúng ta sở cổ phần của Unicai. Chỉ từ một cái số vốn rất là nhỏ, không cả bằng một mớ rau ngoài chợ, anh chị cũng đã sở hữu được một cái khoản kim cương rồi. Đây là cơ hội kim cương, là cơ hội mà giúp cho chị có cái sự giàu có, tự do và giúp cho cái tài sản của chị được tăng lên rất là nhiều. Bởi vì sao? Chúng ta đang sở hữu tài sản của những người giàu mà. Thế khi mà mình làm giàu theo cách của người giàu thì mình có giàu không ạ? Chắc chắn là khi mình làm giàu theo cách của người giàu, mình sẽ giàu lên. À chị Sao Hoàng là lúc nào cũng hỏi em là sao biết cổ phần chưa? Nhà chị Sao Hoàng là đang ủ mưu. Chị Sao Hoàng là đang ủ mưu rất là lớn lên đúng không? Chị định gom mấy chục triệu cổ phần của Unicai đấy chị. Ngày nào ra cô thấy hỏi hết cổ phần chưa, sắp hết rồi đây chị. Cố gắng sở thêm nhé. Đó anh chị ạ. Bằng những cái sự cảm nhận của Thủy, bằng những cái sự chân thành của Thủy, Thủy rất là mong muốn chia sẻ từ tận cái đáy lòng của mình, không ham danh, không vụ lợi. Bởi vì ở đây là chúng ta biết cái gì tốt, chúng ta chia sẻ cho nhau thôi. Một vài triệu thôi là cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái tài chính của anh chị đâu. Nó cũng không làm anh chị nghèo đi hơn đâu. Nhưng mà nó cho anh chị một cái cơ hội để cho anh chị có thể thay đổi được cuộc đời của mình. Và nếu như anh chị nào giàu có rồi thì Thủy cũng xin chúc mừng tất cả anh chị. Và đây cũng là cái cơ hội để cho mình có cơ hội mình giàu có hơn. Và khi mình giàu có hơn thì mình có cơ hội mình cống hiến cho xã hội, cho tổ chức. Ngày hôm nay Thủy gom một vài triệu cổ phần ấy, không phải là Thủy gom cho riêng mình nữa anh chị ạ. Nếu như bản thân Thủy 1 triệu cổ phần, tức là mình đã thoát nghèo rồi mà, đúng không? Sau này công ty lên sàn 5 đô, 10 đô, mình cũng có rất là nhiều tài sản rồi. Nhưng ngày hôm nay mình khi mà biết đến cơ hội này, và rất là nhiều người còn chưa hiểu ra cơ hội này, và ngoài kia rất là nhiều người đang rất là nghèo khó, đang rất là cần những cái cánh tay của chúng ta để che chở, để giúp đỡ họ. Vậy thì khi mà cái cơ hội nó tốt như vậy, bản thân Thủy cũng mong muốn là mình sở hữu thêm, để sau này mình có thể giúp được nhiều người hơn, đóng góp được nhiều cái tâm huyết của mình cho xã hội. Đấy, mặc dù mình không có đóng góp được nhiều cái điều lớn, nhưng mình biết được đây là ngày hôm nay khi mà Thủy đang chia sẻ cơ hội này, mà Thủy đang gieo những cái hạt mầm của sự giàu có. Khi mà là hạt mầm này nó rơi vào cái mảnh đất nào màu mỡ, nó sẽ lành mầm đấy chị ạ. Nó rơi vào những cái con đường hoặc là nó bê tông thì nó sẽ bị khô, nó sẽ bị chết. Nếu như nó rơi vào nó gặp những con chim thì nó sẽ ăn mất những hạt giống đó. Và thì biết rằng nếu như vãi hàng trăm hàng ngàn hạt cải thì cũng sẽ có hạt nó mọc thôi anh chị ạ, không hỏng hết đâu. Nên là Thủy thấy đạt đây là cái cơ hội thực sự cho anh chị. 9 năm qua rồi, không phải là ngày 1, ngày 2 nữa. Đấy, nên là khi mà Thủy chia sẻ về cái cách mà xây dựng dòng tiền, cách để tự do tài chính, thì kèm theo đó là một cái công cụ để giúp cho anh chị có được điều đó. Không phải là mình ngồi mình nói suông với nhau mà chia sẻ cho nhau những cái lý thuyết thôi anh chị. Mà đây mình chia sẻ cho nhau cái lý thuyết rồi, quay lại cái thực hành, để chúng ta có một cái sự nhận định, chúng ta đánh giá, để chúng ta có thể đưa ra một góc nhìn để chúng ta nắm bắt được cái cơ hội thời điểm vàng này anh chị ạ. Ở những cái giai đoạn cuối cùng rồi, chúng ta sẽ không thể tưởng tượng được rằng khi công ty chúng ta IPO thành công, anh chị sẽ giàu có đến mức độ như thế nào đúng không ạ? Bởi vì anh chị biết là Unicai đó là một ngành giao thông vận tải, mà đã là một ngành giao thông vận tải thì lên sàn không bao giờ có cái giá một vài đô la đâu anh chị. Những cái doanh nghiệp nhỏ nhỏ trên thế giới, ngay như VinFast, nó cũng đã 20 đô trên một cổ phiếu rồi. Vậy thì Unicai đó là một ngành giao thông vận tải, không có nghĩa lý gì mà nó một vài đô anh chị ạ. Anh chị thử tưởng tượng nếu như Unicai của chúng ta lên sàn 10 đô la anh chị, 1 triệu cổ phần anh chị, và liệu có 10 triệu đô la được hơn 200 tỷ. Nếu như anh chị nào nghèo nhất đi, anh chị đầu tư cái gói thấp nhất hiện tại 250 đô, anh chị cũng có ít nhất 20.000 cổ phần. Anh chị biết đó bao nhiêu tiền không ạ?
20.000 cổ phần, nếu như công ty 10 đô thôi, 6 triệu của anh chị, nó tăng lên là 200.000 đô la Mỹ, tương ứng với gần 5 tỷ Việt Nam đồng. Nên là thì nói anh chị là ở cái Unikai anh chị mất thì anh chị mất rất ít thôi, nhưng nếu anh chị được gấp rất là nhiều lần cái số tiền anh chị bỏ ra. Quan trọng là chúng ta có dám đánh đổi hay không, chúng ta có dám đánh đổi để chúng ta có được sự tự do về tài chính, có được cái cuộc sống giàu có, để sao? Để mình có thể lo cho gia đình của mình, mình có thể báo hiếu cha mẹ lúc tuổi già, chăm sóc cho các con được ở sống ở trong một môi trường tốt, mình giải phóng bớt cái sức lao động của mình. Bởi vì ngày hôm nay mình đang cố gắng nỗ lực để kiếm tiền, nhiều người đang đổi cái sức khỏe, đổi cái thời gian của mình để kiếm nhiều tiền. Và càng đổi nhiều thì cái sức khỏe nó càng giảm, đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào để sau này về già không phải dùng cái tiền kiếm được ngày hôm nay tuổi trẻ để mua lại cái sức khỏe nữa. Đấy. Và thời gian cũng rất là quý anh chị ạ. Nên là đừng chần chừ, đừng do dự khi anh chị biết được một cái cơ hội nào đó. Thời gian không bao giờ chờ đợi bất kỳ một ai cả. Cơ hội nó cũng không bao giờ chờ đợi bất cứ một ai. Nó sẽ thoáng qua cuộc đời của bạn và nó sẽ ở lại với những ai mà nắm bắt được cơ hội, dám nghĩ, dám làm, dám hành động. Cơ hội là không dành cho những người nhút nhát, không dành cho những người do dự, không dành cho những người chần chừ và thiếu quyết đoán. Nó dành cho những người khát khao mạnh mẽ, những người có khát vọng, những người có mong muốn thay đổi cuộc sống, mong muốn thành công. Họ sẽ nắm bắt được cơ hội. Và người thành công anh chị ạ, họ đưa ra quyết định rất nhanh, nhưng rất khó để thay đổi quyết định đó. Còn người chưa giàu thì sao? Rất khó để đưa ra một cái quyết định nào đó, nhưng mà khi mà đưa ra quyết định rồi lại rất dễ để thay đổi. Nhiều người biết Unikai thì sao? Chần chừ đưa ra cái quyết định, nhưng mà khi về hỏi vợ, hỏi chồng, hỏi người thân xung quanh, gặp một số các lời phản đối cái, thế là thôi tèo luôn, không thấy tăm hơi đâu, mất, không cả dám tìm hiểu nữa. Tức là đây là câu chuyện, đây là gì? Khi mình thích, mình hiểu, nhưng mình lại không tìm hiểu đến nơi đến chốn. Và để rồi cái cơ hội là để họ quyết định dùng mình, cái cuộc đời để họ quyết định dùng mình, cuộc đời của mình để họ quyết định. Trong khi đó tại sao mình không tìm hiểu được, mình tự quyết định của cuộc đời của mình? Để sau này sao? Nếu như anh chị là sao? Anh chị không quyết định được, giàu có, cơ hội là thành công, anh chị lại đổ lỗi cho người khác. Anh chị làm, anh chị thất bại, anh chị lại đổ lỗi cho người khác. Vậy thì nếu như ở trong cuộc đời này, nếu như chỉ sống để đổ lỗi cho người khác, không bao giờ tìm được cái lỗi sai của mình, và không bao giờ anh con người mình trưởng thành được đâu anh chị. Đấy, nếu như ngày hôm nay tất cả mọi việc trách nhiệm là mình, quyết định nào mình, tự chịu trách nhiệm, tự chịu trách nhiệm bản thân, chịu trách nhiệm với những cái quyết định của mình, thì tất cả anh chị sẽ là người trưởng thành. Đấy, sẽ là người trưởng thành. Nên là hãy làm cách nào trân trọng từng phút giây mình có mặt trên cuộc đời này, làm những cái việc ý nghĩa cho đời, cho gia đình, cho xã hội. Đấy, nên là thì rất là mong muốn cái điều đó. Nên là ngày hôm nay thì vẫn gieo hạt, gieo rất là nhiều năm rồi, vẫn gieo Unikai, vẫn gieo tư duy tài chính cho tất cả mọi người. Ai cần thì lấy và ai không cần thì thôi, ai hợp thì mọi người lắng nghe, không hợp thì thôi, đúng không ạ? Chúng ta ở đây chúng ta rất là thoải mái với nhau, không có phải là chia sẻ là phải anh chị là bắt buộc là nghe không. Ở đây là câu chuyện là chúng ta tìm cái điểm chung, chúng ta thấy cái gì hay chúng ta chất lọc. Bởi vì người thông minh là người biết chọn lọc thông tin, đúng không ạ? Quan điểm của mỗi người khác nhau mà. Số 6 và số 9 thì nó đều đúng, nhưng nó chỉ khác nhau ở góc nhìn thôi. Thế nên là chúng ta sẽ chất lọc thông tin. Thông tin gì anh chị thấy hay mà thì chia sẻ thấy đúng, anh chị có thể nghe. Và thông tin gì mà anh chị thấy thì chia sẻ chưa đúng, không hợp với anh chị có thể không nghe thì rất là vui vẻ. Bởi vì thì biết được rằng dù chỉ cần 1% thôi, nó cũng có khả năng để hạt mầm đó lại mầm. Đó. Bởi vì gì thì cũng đã nhận được rất là nhiều những cái lời chia sẻ của anh chị. Đó là cũng nhận được những giá trị
Tư Thủy thì rất là vui. Vì rất là vui bởi vì mình những cái thứ gì mình ngày hôm nay mình học mà mình lại có người hiểu được mình, có người cảm nhận được cái điều đó. Nên là mình thực sự là rất là vui và rất là mong muốn đóng góp cho cộng đồng nhiều hơn nữa. Để chúng ta cùng nhau xây dựng một cộng đồng giàu có, thịnh vượng. Để chúng ta giúp cho gia đình của chúng ta giàu có hơn. Chúng ta cùng chung tay lại giúp cho xã hội của chúng ta tốt hơn. Và giúp cho hàng 8 tỷ người trên thế giới này không bị tai nạn giao thông. Anh chị có muốn là những đứa con của mình, những người thân của mình và thế hệ sau này chúng ta, sau này của chúng ta cứ bước ra đường là an toàn trở về nhà? Điều đó ai cũng muốn. Thế nên là cái điều muốn đó bắt buộc rất là mong sự chung tay của tất cả chúng ta. Mỗi người chỉ cần một chút ít thôi, chúng ta sẽ tạo nên một cái sự thành công. Bởi vì một cây làm chẳng nên non đâu anh chị, nhưng ba cây trụ nặng sẽ lên hòn núi cao. Bởi vì mỗi một cái hạt giống ngày hôm nay gieo, nó sẽ ra một rừng cây. Đúng không ạ? Một cái cây sẽ ra một rừng cây. Vậy thì ngày hôm nay khi thì chia sẻ Unikai, thì anh chị lại chia sẻ cho mọi người. Vậy thì có phải là cái sự giàu có này nó được lan tỏa rất là rộng rãi không ạ? Đấy, lan tỏa rất là rộng rãi cho rất nhiều người biết. Và họ biết, họ thấy hay, họ cũng lại lan tỏa, họ cũng lại chia sẻ. Đấy, vậy thì chúng ta là, chúng ta luôn luôn học những cái điều tích cực. Đấy, những cái điều mà lợi lạc cho người, cho mình và cho chúng sinh. Đấy, ở Unikai nó là một cái công nghệ rất là nhân văn. Nó giúp cho con người chúng ta, giúp cho cả hành tinh của chúng ta đều hài hòa với nhau. Đấy, tất cả đều hài hòa với nhau bởi về tự nhiên, về thiên nhiên, về con người. Ngày xưa chúng ta sống cùng với thiên nhiên, bây giờ chúng ta đang tách dần với thiên nhiên rồi. Phá rừng, phá núi, làm sao lấp biển, có sự can thiệp rất nhiều của con người. Và thì bây giờ khi mà cái công nghệ của chúng ta ra đời, nó đang dần dần nó gắn kết lại con người với thiên nhiên, lại gần với nhau. Đấy, thế nên là khi mà thử nhận được những cái giá trị này thì thấy rất là hay anh chị ạ. Không những là giúp cho mọi người, không giúp những là giúp cho xã hội, mà đặc biệt là mình sẽ có cái sự giàu có ở đây này anh chị ạ. Giàu có thực sự nhé, giàu có nhiều đời và nhiều năm luôn á. Đấy, không phải là cái sự giàu có như mấy người giàu trúng số đâu. Bởi vì chúng ta đang là những cái người mà tạo giá trị cho xã hội mà. Tạo giá trị cho xã hội thì sao? Thì mình sẽ nhận được giá trị và mình sẽ nhận được rất nhiều tiền thôi. Đó. Bởi vì cái giá trị, cái số tiền bạn nhận được chỉ tỷ lệ thuận với cái giá trị bạn trao cho thị trường. Và ngày hôm nay khi mình chưa có trao được nhiều giá trị lớn thì mình hãy tìm cái người mà tạo ra giá trị lớn cho xã hội. Mình đồng hành cùng con người đó. Và ngày hôm nay mình đang được đồng hành cùng với chủ tịch, đồng hành cùng với công nghệ Uniki để mình giải quyết những cái vấn nạn về giao thông, vấn nạn về môi trường, đấy, vấn nạn về bài toán kinh tế. Đấy, chúng ta làm được những điều đó thì chắc chắn chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền. À vâng, thì chắc là đến giờ phút này là thì cũng em chào anh Phương nhé. À, xin chào tất cả anh chị, chắc là giờ phút này là thì cũng xin kết thúc live ở đây. À, và cảm ơn anh chị rất là nhiều vì chính những có anh chị đóng góp mà đã có thể giúp cho buổi live của thì trọn vẹn và thì có thêm rất là nhiều nguồn năng lượng để thì chia sẻ cho tất cả anh chị, đúng không ạ? Đấy, bởi vì thì rất là vui khi thì chia sẻ những cái điều này và rất là hy vọng là hàng ngày cả nhà có thể là vào live cùng với Thủy để tương tác, giao lưu cùng với Thủy. Đấy. Và chúc cho tất cả nhà mình luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Và đặc biệt những anh chị nào đang sở được cổ phần Unikai, chúng ta hãy làm cách nào chúng ta gia tăng thêm thật nhiều cổ phần để chúng ta phải trở thành những triệu phú đô la. Anh chị có muốn trở thành triệu phú đô la không ạ? Anh chị có muốn là cái người đầu tiên mà nắm bắt được, anh chị có là cái người mà gọi là cái người mà khai mở cái dòng họ nhà mình không ạ? Đấy, anh chị có muốn mình là người triệu phú đầu tiên trong gia đình dòng họ nhà mình không ạ? Anh chị có muốn nhiều người biết đến anh chị không ạ? Thì anh chị ấy sở thật nhiều cổ phần. Đó, và nếu như anh chị nào ngày hôm nay đang theo dõi live của Thủy mà chưa có cổ phần thì anh chị hãy tìm mọi cách để anh chị sở cổ phần.
Ngày hôm nay nếu anh chị nào đang rất là khó khăn thì anh chị có thể bắt đầu với số vốn nhỏ nhất là 50 đô. Đang có một cái gói rất là tuyệt vời quá ạ. 6 triệu anh chị sở được 20 ngàn cổ phần. Đó. Trị giá tối thiểu là anh chị có 20 ngàn đô, tức là hơn 400 triệu rồi. Đấy. Cơ hội là chỉ còn đến ngày 17 tháng 1 năm 2024 là sẽ kết thúc chương trình. Đấy. Nếu là anh chị nào đang chần chừ ra quyết định thì hãy ra quyết định cho mình càng sớm càng tốt và ngay lập tức và ngay bây giờ. Bởi vì nếu anh chị chậm trễ thôi là một thời gian nữa anh chị sẽ không bao giờ có cơ hội nữa đâu. Nó sẽ đi qua cuộc đời anh chị rất là nhanh, bởi vì là 9 năm qua rồi. Đấy, thế nên là nếu như chị chưa có đủ thông tin thì có thể liên hệ lại với Thủy hoặc là những cái người đã chia sẻ cơ hội cho mình để chúng ta có một cái thông tin chuẩn là mình có thể nắm bắt cơ hội nhé. Và chúc anh chị sở hữu nhiều cổ phần và cùng với chủ tịch Alatoni, đó là Sayurikai sẻ chú hành tinh, để chúng ta không sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng anh chị hãy định vị làm sao một gia tộc giàu có sẽ bắt đầu từ anh chị. Đấy, anh chị hãy nhớ điều đó nhé, khắc cốt ghi tâm những điều đó vào trong tâm trí của mình. Đấy, thì anh chị sẽ nắm được cơ hội. Và chúc tất cả mọi người một buổi trưa vui vẻ nhé. Thì xin kết thúc live ở đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong buổi live tiếp theo nha. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.